yếu mấy cũng hồi sinh trở lại nhờ một cốc nước này cực tốt cho sức khỏe. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, thận luôn được xem là một trong những cơ quan vô cùng quan trọng của cơ thể, thực hiện chức năng chính là lọc máu, đào thải độc tố thông qua đường nước tiểu. So với các cơ quan khác, thận nhiều hơn về mặt số lượng, song cũng chính vì thế mà chúng vất vả và áp lực hơn. Thận nếu như không được chăm sóc sẽ xảy ra các vấn đề xấu đến sức khỏe, thậm chí đe dọa cả tính mạng của chúng ta. Thông thường người ta vẫn có suy nghĩ người bị bệnh thận hay do lo sợ sẽ bị mắc bệnh thận nên không dám uống nhiều nước, uống rất ít nước. Tuy nhiên đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, thậm chí việc bổ sung nước còn là biện pháp hữu hiệu giúp tăng cường sức đề kháng, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng của thận. Đặc biệt với 10 loại nước sau đây, nếu bạn sử dụng đều đặn, hợp lý thì chẳng khác nào đang uống thuốc quý, thận cứ thế mà khỏe mạnh hơn. Cùng tìm hiểu xem đó là loại nước nào qua video sau đây của Sức Khỏe Mỗi Ngày nhé! Các bạn thân mến, thận của chúng ta được ví như nhà máy thải độc ra ngoài cơ thể. Thế nhưng nếu một ngày thận dần trở nên yếu đi thì hậu quả nào sẽ xảy ra đây? Thận yếu gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh. Tình trạng này có thể gây ra các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược cơ thể và có thể tác động xấu đến chức năng sinh lý ở nam giới. Bên cạnh áp dụng các phương pháp điều trị bệnh thận, người bệnh cần kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh. Dưới đây là một số nước uống giúp cải thiện chức năng thận. Đầu tiên, không thể bỏ qua được nước lọc. Chúng ta ngay từ khi còn học phổ thông đã nằm lòng với thông tin rằng nước chiếm đến 70% cơ thể của chúng ta. Vậy nên dù có mắc bệnh thận hay chỉ đơn giản là chăm sóc thận thôi, thì chúng ta cũng cần uống đủ lượng nước mà cơ thể cần mỗi ngày. Nước lọc được xem là sự lựa chọn tốt nhất cho người bị bệnh thận. Chức năng chính của nước lọc là thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, đồng thời giúp đào thải các độc tố bên trong cơ thể. Tuy nhiên, đối với trường hợp thận yếu cần uống nước lọc hợp lý, không được uống quá nhiều nước, cũng không nên uống ít nước, mà cần có lượng nước phù hợp, cũng như cách uống hiệu quả nhất, cụ thể như sau. Mỗi ngày nên uống từ 2 đến 2,5 lít nước lọc. Với lượng nước lọc này có thể hỗ trợ thận thanh lọc thải các độc tố ra ngoài. Tuy nhiên, tùy vào tính chất công việc cũng như thể trạng mỗi người mà có thể cân nhắc lượng nước cho phù hợp, song không nên uống quá ít hay quá nhiều. Chia nhỏ lượng nước ra thành nhiều lần uống, không nên uống quá nhiều nước trong một lúc. Thời gian tốt nhất để uống nước là trước khi ăn và sau khi ăn khoảng 1 tiếng để có thể đảm bảo các hoạt động của hệ tiêu hóa. Người bệnh nên uống nước ấm để hỗ trợ cải thiện chức năng thận được tốt hơn, cũng như tốt cho hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ uống mỗi nước lọc mà nên chọn lựa những loại thức uống khác để có thể cung cấp đầy đủ các hoạt chất có lợi cho cơ thể và đẩy lùi tình trạng thận yếu. Xếp thứ hai, đó chính là nước dừa. Nước dừa là loại nước yêu thích của rất nhiều người và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi mà bạn biết đây chính là loại nước cực kỳ tốt cho thận của chúng ta. Nước dừa là một trong những loại thức uống tự nhiên có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong nước dừa có chứa các chất điện giải hỗ trợ quá trình bài tiết của hệ tiêu hóa, đồng thời thúc đẩy cải thiện chức năng thận. Người bị suy thận có thể uống mỗi ngày một trái dừa để hỗ trợ chức năng thận tốt nhất. Bạn cũng có thể dùng nước dừa để chế biến thành các món ăn đa dạng trong thực đơn hàng ngày. Loại nước thứ ba, nước ép củ dền. Thông thường chúng ta sử dụng nước ép củ dền như một loại màu thực phẩm để chế biến các món thạch và bánh, đúng không nào? Tuy nhiên, theo những nghiên cứu của các chuyên gia, thì nước ép củ dền rất tốt cho những người bị bệnh thận. Trong củ dền có chứa nhiều betain, đây là một chất hóa học có lợi cho sức khỏe. Nó có tính chất chống oxy hóa và có tác dụng làm tăng độ chua của nước tiểu. Vì vậy, nước ép củ dền có thể làm sạch ascorbic và canxi phosphat tích tụ từ thận, từ đó cải thiện chức năng thận và ngăn ngừa nguy cơ hình thành sỏi thận. Loại nước thứ tư, nước ép cà rốt. Cà rốt luôn được xem là loại thực phẩm vàng vì có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Nước ép cà rốt là một trong những thức uống hỗ trợ cải thiện chức năng thận. Trong đó, cà rốt có chứa các caroten là thành phần giúp ngăn ngừa ung thư, đồng thời có khả năng loại bỏ các độc tố và kim loại nặng trong thận. Ngoài ra, chất xơ có trong nước ép cà rốt còn có tác dụng chống lại các độc tố và loại bỏ chúng ra ngoài cơ thể hiệu quả. Mỗi ngày uống một cốc cà rốt sẽ giúp tăng cường kháng thể, giúp thận hoạt động tốt hơn và ngăn ngừa bệnh ung thư. Đứng ở vị trí thứ 5 là nước ép dứa. Chẳng quá khi nói dứa là hoàng hậu của các loại trái cây. Trong dứa có chứa các chất dinh dưỡng và hợp chất chống oxy hóa cao. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng có trong dứa có nguồn gốc từ thực vật được gọi là bromelain, là một loại enzyme có chức năng kiểm soát các hoạt động của thận hiệu quả, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch,
kích thích chức năng của các cơ quan bên trong cơ thể. Thứ 6, nước ép từ các loại rau quả. Các loại nước ép rau quả như dưa chuột, cần tây, rau diếp, rau chân vịt có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ quá trình bài tiết và cải thiện chức năng thận tốt hơn, ngăn ngừa bệnh sỏi thận. Ngoài ra, các loại rau có màu xanh đậm như cải xoăn, súp lơ, rau bina chứa rất nhiều glucosinolate, idolase giúp loại bỏ các chất độc, cặn bã có trong cơ thể, cũng như loại trừ các tế bào gốc tự do. Hàm lượng omega 3 trong các loại rau có màu xanh đậm cao hơn hẳn so với các loại rau khác. Loại nước thứ 7 vô cùng quen thuộc đó là nước đậu đen. Nước đậu đen là một trong các nước uống giúp cải thiện chức năng thận hiệu quả. Trong đậu đen có chứa các vitamin B, muối khoáng, sắt, hàm lượng chất béo cần thiết cho cơ thể, giúp bổ tính, ích huyết, tăng cường quá trình giải độc cho thận. Nước đậu đen rất thích hợp với người mắc chứng mất ngủ, táo bón, đặc biệt là thận yếu. Bạn có thể sử dụng đậu đen sau khi đã rang, pha với nước ấm như trà để uống mỗi ngày, giúp cải thiện tình trạng thận yếu hiệu quả. Thứ 8 là nước dâu ngô. Thông thường khi mua ngô về luộc, chúng ta thường chẳng mấy bận tâm đến phần dâu ngô, thậm chí còn vứt hết chúng đi. Song các chuyên gia sức khỏe khuyên chúng ta nên tận dụng dâu ngô, đun lấy nước vì chúng có thể trị được bệnh thận yếu. Nước dâu ngô có công dụng làm giảm các triệu chứng của thận yếu, nhất là chứng đi tiểu đêm. Bên cạnh đó, các dưỡng chất có trong dâu ngô còn có khả năng đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, cải thiện chức năng thận một cách hiệu quả. Với cách thực hiện đơn giản, người bệnh rửa sạch dâu ngô nấu với 100ml nước đã được đun sôi, sau đó lọc bỏ dâu ngô lấy nước uống mỗi ngày. Ở vị trí thứ 9 đó là nước chanh. Trong chanh tươi có chứa các axit tự nhiên, có tác dụng làm tăng mức citrate trong nước tiểu, từ đó làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và giúp thận hoạt động tốt hơn. Người bệnh có thể uống một ly nước chanh mỗi ngày để phòng ngừa bệnh sỏi thận. Và cuối cùng đó là nước giấm táo. Giấm táo được biết đến với rất nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giải độc cơ thể, bao gồm cả thận. Các hợp chất như axit acetic, axit citric và axit phosphoric có trong giấm táo sẽ giúp hỗ trợ cải thiện hoạt động của thận, từ đó ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Người bệnh pha giấm táo với nước ấm uống đều đặn mỗi ngày sẽ thấy cải thiện bệnh hiệu quả. Các loại nước kể trên đều được thực hiện từ những nguyên liệu vô cùng quen thuộc, dễ tìm kiếm và giá thành thì tương đối rẻ. Bạn hãy sử dụng chúng để có thể cảm nhận được những công dụng tuyệt vời mà chúng mang lại cho sức khỏe, đặc biệt là thận của mình nhé. Thận của chúng ta luôn cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Bệnh thận thường không gây ra các triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển, cho nên những ai trong diện có nguy cơ cao bị mắc bệnh thận cần được thầy thuốc kiểm tra thường xuyên. Bên cạnh các loại nước uống giúp cải thiện chức năng thận, bạn cũng nên lưu ý một số loại nước uống không tốt cho thận để tránh tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng hơn. Dưới đây là một số loại nước uống không tốt cho người thận yếu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, các loại đồ uống có cồn. Chẳng ai có thể phủ nhận được sức mạnh của rượu bia trong những bữa tiệc hay cuộc vui. Tuy nhiên, với những người với các vấn đề về thận nói chung và thận yếu nói riêng, cần tránh xa các thức uống có chứa cồn như rượu, bia. Việc dung nạp các đồ uống này sẽ khiến nồng độ cồn trong máu tăng cao, quá trình bài tiết các độc tố bên trong cơ thể sẽ giảm đi, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của thận. Ngoài ra, khi uống nhiều bia rượu sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể bị mất nước, khả năng duy trì điện phân trong cơ thể cũng giảm đi, lâu dài gây ra các bệnh lý liên quan đến thận như suy thận, sỏi thận. Thứ hai, cà phê. Cà phê có tác dụng giúp cơ thể tỉnh táo, hoạt động và làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, đối với trường hợp thận yếu, việc dung nạp cà phê sẽ ảnh hưởng lớn đến chức năng của thận, khiến các triệu chứng của bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo các nghiên cứu cho thấy, các hoạt chất có trong cà phê làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, quá trình bài tiết của thận bị suy giảm. Thứ ba, nước muối. Nước muối khoáng hay nước chanh muối là các loại nước người bệnh cần tránh xa. Khi dùng nạp những loại nước này sẽ khiến cơ thể bị thừa lượng natri và protein trong máu. Khi được giải phóng qua đường nước tiểu sẽ tăng cao, từ đó dẫn đến thận bị tổn thương nghiêm trọng. Thứ tư, các loại nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga luôn là thứ nước hấp dẫn với mọi đối tượng. Tuy nhiên, với những người bị bệnh thận thì đây chính là kẻ thù không đội trời chung. Nếu bạn đang dần hình thành thói quen tiêu thụ ít nhất 2 lon nước ngọt giải khát mỗi ngày, bạn sẽ có nguy cơ mắc chứng proteinuria. Hàm lượng protein trong nước tiểu quá nhiều. Trong trường hợp này, sự bài tiết protein trong nước tiểu gia tăng, nghĩa là thận đã bị tổn thương. Tình trạng thận yếu nếu không được kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như suy thận, sỏi thận, ung thư thận
và những biến chứng nguy hiểm khác. Bên cạnh áp dụng các phương pháp điều trị kết hợp với chế độ ăn uống điều độ, người bệnh cần lưu ý một số vấn đề sau để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Kiểm soát tốt lượng đường huyết và huyết áp cơ thể. Xây dựng lối sống khoa học, đặc biệt trong thời gian điều trị bệnh, tránh xa rượu bia, thuốc lá. Luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày 2 lần, tránh vận động quá sức. Người bệnh không tự ý dùng thuốc để điều trị nếu không có chỉ định của bác sĩ, vì có thể gây ra các tác dụng phụ và ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Dung nạp các thực phẩm giúp cải thiện tình trạng bệnh, đồng thời giảm lượng muối và đạm trong khẩu phần ăn mỗi ngày để ngăn ngừa các triệu chứng của bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Trên đây là các loại nước giúp cải thiện chức năng thận. Tuy nhiên, các loại thức uống này không thể thay thế thuốc điều trị bệnh. Do đó, khi có các dấu hiệu của bệnh, bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa làm xét nghiệm và áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp. Ngoài ra cũng cần kết hợp việc tập luyện thể dục thể thao đều đặn để có thể cải thiện được sức khỏe, đủ năng lượng, sức đề kháng chống lại mọi loại bệnh tật của cơ thể nhé. Quý vị có thông tin hữu ích hay những thắc mắc cần giải đáp có thể để lại bên dưới bình luận của video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.